Các trận không kích dữ dội đã nổ ra liên tiếp trong những ngày qua ở cả Israel và dải Gaza, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang đỉnh điểm. Hiện số thương vong do bạo lực tại khu vực này vẫn không ngừng tăng lên, thậm chí trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em. Dư luận quốc tế đang bày tỏ quan ngại xung đột tại dải Gaza có thể dấy lên leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine, vừa ra ngoài tầm kiểm soát gây hậu quả khó lường. Trong bối cảnh như vậy, các nước đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp kín vào ngày 8 tháng 8 để thảo luận về tình hình bạo lực hiện nay ở dải Gaza và tìm cách đạt được hòa bình. Đâu là nguyên nhân khiến xung đột giữa Israel và Palestine bùng phát? Phân tích của phóng viên Ngọc Thạch, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Ngọn lửa Gaza đã cháy âm ỉ từ nhiều tháng nay khi mà Israel cho biết tên lửa bắn từ dải Gaza vẫn thường xuyên nhằm vào lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang và bùng phát thành xung đột lớn khi mà quân đội Israel không kích vào một căn hộ của thủ lĩnh Jihad Tasir al-Jabari ở dải Gaza hôm thứ Sáu tuần trước. Trước đó một ngày, thì quân đội Israel đã bắt hai thành viên cao cấp của Jihad ở thành phố Jenin bờ Tây cùng hàng chục thành viên Jihad khác. Trước đó, thì Sheikh Bassam al-Saadi, một thủ lĩnh của Jihad, cũng bị bắt ở bờ Tây. Đây là nguyên nhân chính đầu tiên châm ngòi cho cái cuộc xung đột ác liệt này. Đáp trả hành động này, thì phong trào Jihad đã tấn công lại Israel. Jihad đã bắn khoảng 580 quả tên lửa vào Israel tính đến sáng Chủ nhật và cho rằng Israel đã tuyên chiến. Israel đã đánh chặn được 97% số tên lửa này và cũng đáp trả quyết liệt. Xung đột trong 3 ngày qua đã khiến 31 người Palestine chết, trong đó có 6 trẻ em và 4 phụ nữ, cùng 265 người bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Grant đã khẳng định sẽ tiếp tục chống lại phong trào vũ trang ở Gaza cho đến khi mà tình hình ổn định và các mối đe dọa được loại khỏi ở Gaza. Nguyên nhân thứ hai, Israel thực hiện đòn phủ đầu ở dải Gaza là nhằm chống lại phong trào Jihad và cho rằng nhóm này đang lên một kế hoạch để tấn công Israel sau nhiều ngày căng thẳng. Nguyên nhân thứ ba được cho là liên quan tới việc đảm bảo an ninh của Israel và vấn đề nội bộ nước này. Thủ tướng Israel Yair Lapid và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Grant thì đang cố gắng thu được những cái lợi ích tối đa cho cái cuộc cạnh tranh trong cuộc bầu cử sắp tới. Việc lựa chọn một chính sách nghiêm khắc để đối phó với Jihad đã góp phần vào cái sự cân bằng chính trị của họ. Thứ tư, ngoài sự khiêu khích của Jihad trong nhiều tháng qua, thì Tổng thư ký phong trào Jihad Ziad Nakhalid đang có chuyến thăm tới Iran. Do đó mà cuộc tấn công này là phủ đầu Jihad và các lực lượng hậu thuẫn cung cấp khí tài. Chiến dịch quân sự bình minh chân lý như một cái cuộc đối đầu với Iran và các lực lượng ủy nhiệm khác trong khu vực. Thứ năm, mục đích đằng sau những cái căng thẳng này là nhằm ngăn cản cái thỏa thuận giữa Washington và Tehran, vì ngoài việc khiêu khích Iran thì Israel cũng muốn kéo nước này vào một cuộc đối đầu quân sự. Có ý kiến cho rằng căng thẳng giữa Israel và Palestine có thể dẫn tới nguy cơ bùng nổ xung đột lớn giữa hai bên. Theo các nhà phân tích, mọi kịch bản đều có thể. Tuy nhiên với Israel, chiến dịch thì đã đạt được mục đích. Một là đánh phủ đầu Jihad, ngăn chặn các cái cuộc tấn công trong tương lai. Hai là cắt nguồn viện trợ từ Iran. Ba là không để Hamas can dự vào các cuộc xung đột này. Bốn là tránh tổn thất do bị Jihad tấn công đáp trả, nhất là với dân thường. Trong cuộc tấn công này, thì Israel cũng đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng kho vũ khí của Jihad. Điều này cũng làm giảm sức kháng cự của Jihad. Cùng với đó, thì trung gian Ai Cập, dư luận quốc tế thì kêu gọi ngừng bắn, thúc đẩy đàm phán, thì xung đột có thể sẽ sớm kết thúc và không leo thang hơn. Tuy nhiên, đây cũng là cái thời điểm mà nguy hiểm nhất trong bất kỳ một cái chiến dịch quân sự nào của Israel chống lại các cái chiến binh ở Gaza. Thời điểm mà chỉ có một sai lầm nhỏ của cả hai bên có thể dẫn đến leo thang, và thay vì hạ thấp ngọn lửa, điều mà cả hai bên đều mong muốn, thì thực sự lại châm ngòi cho một cái đám cháy lớn hơn. Mối nguy hiểm chính nằm ở ranh giới giữa việc đạt được mục đích và tính toán sai các sự kiện. Trước phản ứng tương đối nhẹ của Jihad ở Gaza, đánh giá của Israel là họ đã bị bất ngờ trước cái hoạt động này và bị thiệt hại nặng, cũng như sẽ chấp nhận ngừng bắn cho đến cái vòng tiếp theo. Jihad thì đã hạn chế phóng tên lửa tầm xa. Những cái tên lửa bắn vào Jerusalem sáng Chủ nhật phần lớn là một hành động mang tính biểu tượng. Nó vẫn tiếp tục bắn những cái tên lửa tầm ngắn và đạn cối vào Israel. Nếu cuộc xung đột này bị kích động hơn và có sự can thiệp từ bên ngoài, thì rất có thể dẫn tới một nguy cơ bùng nổ xung đột lớn hơn giữa hai bên, như đã từng xảy ra cách đây một năm trong cái cuộc chiến 11 ngày ở dải Gaza, gây tổn thất nặng nề như là phá hủy hơn 2.000 ngôi nhà, hơn 250 người chết, trong đó có 67 trẻ em. Nhưng Hamas không thể đứng yên nếu như giao tranh tiếp diễn trong thời gian dài. Và nếu Hamas quyết định tham gia trận chiến với Israel,
thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn kịch bản. Hamas có một kho vũ khí lớn hơn nhiều so với Jihad, và kho vũ khí này còn nguy hiểm cũng như là tinh vi hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là chiến dịch đang ở thời điểm rất quan trọng. Những giờ tới sẽ xác định là nó sẽ đi theo hướng nào, sẽ tăng hay là giảm xung đột.